vấn đề thứ tư, nó cũng tương tự như vàng số đó nhưng mà nó sẽ khác một xíu, đó là micro. Rồi, đang tiện về nói về micro thì mình nói luôn để đến vấn đề thứ năm, nó cũng liên quan một xíu đến micro, đó là cái micro xua. Cái này thì mình bên mình vẫn bán mixer xua bình thường, mình không phải chê cái gì hết mixer xua nha mọi người. Mình nói trước chuyện này bởi vì cái này nó hơi nhạy cảm một xíu. Nhưng mà bên mình, cái này là kinh nghiệm của bên mình sau khi kỹ thuật đi setup này kia rất là nhiều bộ dàn rồi. Thì bên mình tự cảm nhận và bên mình tự đúc rất là được là cái micro xua á, đặc biệt là những cái xua Beta 58, những cái bộ mà BLX 288 á, Beta 58 á, những bộ đó á, không ghép với vang số được. Micro xua, những bộ BLX không ghép với vang số được, kể cả JBL K80 hoặc là bất cứ cái vang số nào. Lý do không ghép được là xua đưa vô vang số bị vỡ tiếng. Cái này là cái kinh nghiệm của bên mình nha. Cái này bên mình đã lắp khá nhiều vào cho khách hàng rồi. Xua cứ đúng cặp xua, kể cả dây không dây đưa vô vang số, nó bị vỡ tiếng. Y như nó bị over cái gain lên á, cái gain đầu vào của cái xua quá lớn á, nó làm vỡ tiếng. Nghe tiếng rất rè mà nghe tiếng rất dở, nó không hay. Sennheiser thì lại không sao, Sennheiser đưa vô vang số được, riêng Sennheiser lại được, nhưng mà xua lại không được. Đó, cái này thì mình cái sai lầm này là từ, thật ra tụi mình cũng đã sai rồi, tụi mình cũng đã thừa, cũng đã có một vài lần ghép xua cho vang số, nhưng mà thật ra khi cầm cái xua nó đi setup cho vang số nó bị vỡ tiếng, không ổn luôn, không hát được luôn. Thế là mình phải cầm bộ mic đó về, mình đổi cho khách bộ mic khác, một bộ mic chuyên karaoke thì nó lại hát tốt hơn nhiều. Rồi, đến vấn đề thứ 6. Vấn đề thứ 6 này thì mình rất là hay gặp những khách lớn tuổi hay hỏi mình vấn đề này. Mà cũng lại một sự hiểu lầm rất là to lớn về cái dàn karaoke. Là khách muốn nâng cấp dàn, muốn hát hay hơn nhưng lại đi mua đầu karaoke, hỏi mình về đầu karaoke. Tức là khách nghĩ là mua đầu karaoke về thì nó sẽ hát hay hơn. Nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là đầu karaoke nó chỉ phục vụ liên quan đến cái nhạc nền thôi, tức là cái nhạc karaoke thôi. Như là kiểu mọi người nghe nhạc trên YouTube nè, mọi người cái nghe cái nhạc beat trên YouTube hoặc là beat trên những cái đầu karaoke từ smart karaoke bên này á, thì cái đầu karaoke nó chỉ cải thiện cái phần đó thôi, tức là nhạc có thể hay hơn, chất lượng cao hơn, rồi không có quảng cáo này kia thôi. Chứ còn nó hoàn toàn không liên quan đến việc trải nghiệm là mình là hát có hay hay dở, nặng hay nhẹ. Cái đầu karaoke nó không có chức năng đó. Cái đầu karaoke nó chỉ liên quan đến nguồn nhạc. Còn hát hay hát dở này kia liên quan đến micro, liên quan đến vang số, liên quan đến loa, liên quan đến cục đẩy. Rồi, đến cái vấn đề thứ 7. Vấn đề này thì rất là hay gặp phải luôn. Cái này vấn đề này khá thú vị luôn. Mà hay rất là nhiều các mình đặc biệt là gặp những khách mà kiểu xài loa du lịch á, những loa di động á, là hay gặp phải cái điều này nhất. Tức là khách hay hỏi mình hiểu nhầm mình là ghép nhiều loại loa với nhau được không, nó có hay hơn không á. Thì câu trả lời của mình thường là sẽ là không hay hơn. Ví dụ như thường có khách mua một cái S1R rồi, xong rồi muốn đầu tư thêm một cái L1 R8, nhưng mà lại muốn kết nối giữa R8 S1R để hát cho nó hay. Nhưng mà thực tế mình nói chia sẻ cho mọi người, chứ mọi người ghép với R8 với cái S1R thì thứ nhất là công suất hai con nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Và khi mọi người ghép như thế, chẳng hạn như mọi người ăn stereo left right đi ha, thì ví dụ con này bên left, con này bên right, thì cái con mọi người nghe âm thanh đó, mọi người nghe từ R8 ra không, S1R đánh không nghe gì luôn, vì công suất nó chênh lệch nhau quá nhiều. Rồi còn những khách nữa, chẳng hạn như là đang mua CBL bạc tibox 310 rồi, bây giờ muốn hát karaoke được, mua thêm con Electro Voice và 8, hỏi là giờ ghép hai con với nhau được không. Thật ra ghép nó được thôi, ghép là được hết, cứ cắm tín hiệu qua là nó kêu hết, nhưng mà nó không hay. Bởi vì mọi người cứ tưởng tượng đi, âm thanh thì nó có stereo thì nó có trái phải mà, đúng không? Thì mọi người cứ nghĩ giống kiểu như mọi người đeo tai nghe, mà cái tai bên trái mọi người nghe một cái chất âm khác, mà bên phải mọi người nghe một cái chất âm khác, thì mọi người tưởng tượng cái bộ dàn âm thanh của mọi người mà mọi người ghép hai cái loa nó khác nhau á, mà khi hát karaoke á, hoặc là khi nhạc nó tương tự như vậy, mỗi bên đánh một kiểu. Ông bạc tí bóc thì đánh rất là súp bát, rất là nhiều trầm ấm, rất là nhiều tiếng mít, tiếng chép thì ít, trong khi bên Electro Voice thì mít chép quá trời luôn, bát thì gọn, đương nhiên bạn vẫn có bát, nhưng mà Evert 8 thì tiếng bát nó không bằng được con 310. Thì đó, thì như cái em tai nghe mà mỗi tai nghe một kiểu á, nó không hay, không hay mọi người ạ.
ghép như vậy là không đúng. Rồi, đến vấn đề thứ 8 ha. Vấn đề thứ 8 cũng tương tự luôn, nhưng mà cái này dành cho khách dàn. Tức là khách dàn rất là hay ghép quá trời loa luôn, có những khách đến cao như là bên kỹ thuật mình đưa đi setup cho khách hay là đến khách xài đến 5 cặp loa để hết phía trước hết luôn, đánh cùng một lúc luôn, đánh cùng một âm luôn, tức là không set delay, không set bất cứ cái gì hết, chung cứ nối song song với nhau hết, rồi đấu hết vô cục đẩy, đánh loa ra. Bảo như thế là hay hơn? Không hay hơn. Bên mình qua setup mình gỡ ra hết. Bên mình gỡ ra phải 3 cặp, bỏ xóa 3 cặp. Đánh tối đa được hai cặp trước cặp sau thôi, cùng lắm thêm một cặp nữa cho phía trước, phần phông phía trước lớn hơn thôi, nhưng mà nó cũng phải chia ra chứ không thể nào xài đến 5 cặp loa nữa, nó không hay. Bởi vì sao? Mọi người cứ tưởng tượng đi, đánh cùng một âm, mọi người cứ tưởng nguyên một cái dàn nhạc của người, chẳng thà như mọi người setup kiểu như thế này, nếu mọi người biết về âm thanh mọi người setup kiểu này, tức là mọi người chia quay ra, mọi người cho cái loa thiên chép đánh mỗi giải chép không, cho cái loa thiên mid đánh mỗi giải mid không, cho cái loa sub đến mỗi giải trầm không, thì khi mọi người ghép nối đó, mọi người căn delay cho ba cái phần đó, mọi người đưa ra một cái âm thanh đưa đến tay mình thì ok, nó hay. Nhưng cái đấy mọi người phải chia quay, cái đấy là những anh bên sân khấu mấy anh hay làm á, nó gài mấy anh chia quay ra mỗi loa, mấy anh đến một giải mid riêng, chép riêng, bass riêng à, thì cái đó rất là hay, nhưng mà setup hơi khó. Còn mọi người á, mọi người không biết set, mọi người cứ cắm hết tín hiệu đưa vô một cái vang số, rồi chỉnh cái gì trên đó nó còn gì, chỉnh nó chỉnh trên vang số phát là chỉnh hết loa, tất cả các loa giống nhau hết, thế là loa nào đánh cũng y chang nhau hết, giống nhau một lượt luôn. Thế thì ra mỗi loa nó lại có một cái chất âm khác nhau, là y như kiểu cãi lộn với nhau luôn. Mọi người cứ tưởng tượng như cãi lộn nguyên dàn loa, một rừng loa nó cãi lộn với mình. Thứ nhất, những gặp kép như thế cắt hú rất là khó, còn nếu mà cắt hú được rồi á, chất âm rất là tối, không bao giờ hay được. Nên là thường cái dàn âm thanh karaoke mọi người nên lắp tối đa 4 loa là tối đa rồi, một cái phông, hai cái phông, hai cái sopran xong. Bên karaoke lắp như vậy là không, trừ khi còn trừ khi phòng mọi người quá dài á, thì mọi người thêm một cặp ở giữa nữa thành là 6 loa là nó nhiều lắm rồi á. Mà cái đó setup cũng phải tương đối, phải có setup delay này kia đàng hoàng á, thì nó mới ra chất lượng được, chứ còn không thì rất là khó hay. Rồi, cái điều cuối cùng mà mình cũng rất là hay gặp phải khi tư vấn cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng bắt đầu lựa chọn bộ dàn karaoke, mà những khách hàng mà thích mà xài mà súp passy á, set súp hơi á, hay gặp phải lắm. Đó là gì? Chọn sai âm ly, chọn sai âm ly ha. Mọi người cứ tưởng tượng như thế này, có cả mọi người còn cặp loa passy, có cái súp passy, tức là có cần ba đời công suất, nhưng mọi người xài có một cái âm ly hai kênh này. Thế là mọi người lấy cái âm ly, một kênh của âm ly đó, mọi người chia ra, mọi người đánh cho hai cái loa phía trước, hai cái loa full và còn đường còn lại đánh cho là sub. Như vậy thì như thế nào ạ? Hai cái loa đó thành ra là mono luôn rồi, vì nó vô chung một cục đẩy mà, nó vô chung một đường đẩy thì chắc chắn ra mono, là hai loa đánh y chang nhau rồi một đường sub riêng. Thật ra mono của karaoke bộ nếu mà bộ dàn karaoke hát mono không vấn đề gì, tuy nhiên bộ dàn đó nó chỉ phục vụ cho karaoke được thôi, chứ mọi người mà nghe nhạc trên bộ đó mà nghe mono nghe kỳ lắm. Âm thanh nó có y chang, y xì nhau, y khôn nhau, không khác gì hết. Chẳng hạn như những bài mà có hiệu ứng thì coi như bỏ luôn, coi như dàn nó chỉ karaoke thôi, chứ còn nghe nhạc là thua. Nghe nhạc rất dở, không hay. Nghe nhạc nghe mono không có tạo bất cứ một cái hiệu ứng gì hết. Rồi, còn thêm một kiểu nữa là có nhiều khách thích chơi hai loa như nãy mình nói, chơi bốn loa như nãy mình nói á, là hai loa phía trước, hai loa phía sau, kiểu như phong rồi sprout rồi kia, đánh âm thanh cho nó dày á. Tuy nhiên đáng nghĩa nếu mà theo đúng á, là phải mua một cái đẩy 4 kênh để đánh cho 4 loa, thì mọi người chỉ chọn một cái đẩy 2 kênh, rồi mọi người lấy cái loa bên trái thì cứ bên trái thì hai loa, cả phong cả sprout mọi người ghép vào một kênh, bên phải thì cũng phong sprout mọi người ghép vào một kênh luôn. Thế thì sao? Có nghĩa là cái loa trước với cái loa sau đánh y chang nhau. Mà nếu mà nó đã đánh y chang nhau rồi á thì không cần delay được. Mà một khi mà 4 cái loa trong cùng một phòng mà không cần delay thì mọi người hầu hết mọi người theo mình nghĩ hầu hết mọi người nghe cái loa sau nhiều hơn, trừ khi mọi người đứng ở chính giữa phòng luôn á, rồi 4 cái loa đến cùng lúc á thì ok, chứ mọi người cần thụt xíu hai cái loa mà nó ở gần xíu, hai cái loa sprout mà nó ở gần mình á, là mọi người nghe cái loa sprout không, mọi người không nghe được hai loa phong luôn á. Bởi vì sao? Nó đánh đi chang nhau mà, có cái delay gì đâu, đánh đi chang nhau. Nếu mà mọi người xài cục đẩy 4 kênh thì mọi người có thể căn được delay, tức là cái âm thanh ở đây, nó cái âm thanh này thằng sprout nó sẽ đi trễ một tí để nó chờ cái âm thanh từ thằng phong đi tới,
và bốn cái loa nó cùng tới một lúc. Chứ còn nếu mà đã đánh hai kênh rồi thì coi như là đánh giống nhau, thì không nghe lấy hai loa trước, nghe lấy hai loa sau nó áo hát thôi. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người 9 cái sai lầm mà mọi người thường hay mắc phải khi chuẩn bị đầu tư nè, hoặc là khi đang sử dụng một bộ dàn karaoke tại nhà. Thì nếu mọi người có thắc mắc gì hoặc mọi người có những cái ý kiến khác thêm thì mọi người có thể comment phía dưới cho mình biết, để mình có thể chia sẻ thêm những điều mà mình biết cho mọi người. Mình là Khánh, hẹn gặp mọi người tiếp theo. Bye bye.